Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được câu lạc bộ bóng đá ngoại hạng Anh mời sang tham quan giao lưu là một niềm vinh hạnh tự hào của Jack, J97. Đây được xem là một sự kiện không chỉ có ở sức ảnh hưởng với riêng nam ca sĩ, mà còn là niềm tự hào của người Việt Vừa qua thông tin nam ca sĩ gốc Bến Tre Jack đã có cơ hội được câu lạc bộ Aston Villa gửi thư mời sang Anh tham quan, giao lưu và trải nghiệm cùng câu lạc bộ. Được biết giải bóng đá ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng kịch tính khốc liệt và câu lạc bộ Aston Villa là một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh có tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn vang danh trên toàn thế giới. Còn Jack được biết tới là một nam ca sĩ trẻ tuổi, sinh năm 1997, tài năng có tiếng tại Việt Nam. Bên cạnh niềm đam mê ca hát thì Jack cũng có niềm yêu thích với bộ môn bóng đá. Anh từng chia sẻ, đam mê bóng đá không chỉ đơn thuần là niềm say mê trên sân cỏ, mà còn là nguồn cảm hứng không ngừng cho sự sáng tạo của anh trong nghệ thuật. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao đã tạo ra những sản phẩm đầy cảm xúc, nơi anh lồng ghép những khung cảnh rực rỡ của sân bóng vào những bài hát của mình, điển hình như bài hát Từ nơi tôi sinh ra của Jack thu về hơn 8 triệu lượt xem trên YouTube chính vì vậy sự kiện khi câu lạc bộ aston villa quyết định mời gặp nam ca sĩ thể hiện sự công nhận và đánh giá cao đối với tài năng và đam mê của anh điều này không chỉ là một cơ hội để thể hiện tài năng trước một đội bóng lớn mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời trong sự nghiệp của jack jack cũng chia sẻ câu lạc bộ cũng đã có lời mời ghé đến sân vận động villa park để cùng theo dõi trận đấu giữa aston villa và arsenal cùng với đó nam ca sĩ sẽ được đại diện của đội bóng là huyền thoại ian taylor khám phá không gian các khu vực của AVFC cũng như gặp gỡ giao lưu với các cầu thủ thuộc biên chế đội 1 của Aston Villa. Buổi giao lưu và trải nghiệm với câu lạc bộ Aston Villa được xem là một cơ hội không thể bỏ qua đối với nam ca sĩ. Đây không chỉ là cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện với các cầu thủ chuyên nghiệp mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời để tham gia vào không gian và không khí đầy sôi động của một sân vận động hàng đầu thế giới. Với Jack, buổi gặp gỡ này không chỉ là sự kiện cá nhân mà còn là cơ hội để giao lưu và kết nối với cộng đồng người hâm mộ bóng đá và âm nhạc của anh trên toàn thế giới. Anh cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng một biểu tượng của bóng đá thế giới như Aston Villa và hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho cả hai bên. Từ phía câu lạc bộ Aston Villa, việc mời gặp nam ca sĩ Jack không chỉ là một dấu hiệu của sự đánh giá cao đối với tài năng và uy tín của anh mà còn là một bước quan trọng trong việc mở rộng mối quan hệ và tăng cường sự hiện diện của họ trên thị trường châu Á. Họ hy vọng rằng mối quan hệ này sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác mới và mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển của cả hai bên trong tương lai. Khép lại hành trình, anh đã cùng với câu lạc bộ chụp hình, xin chữ ký và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. Qua đó có thể thấy, việc nhận được lời mời từ câu lạc bộ Aston Villa với Jack cảm thấy tự hào và biết ơn về cơ hội này anh hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mình và sẽ mang lại nhiều thành công và may mắn cho cả hai bên